có nhiều hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, sau đó đâm vào tổ công tác khiến một cán bộ cảnh sát giao thông của công an thành phố Hải Dương đang thực hiện nhiệm vụ bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Đối tượng Đinh Tiến Minh, trú tại thành phố Hải Dương, đã bị công an thành phố Hải Dương tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 24 tháng 9, tổ công tác chốt kiểm tra nồng độ cồn công an thành phố Hải Dương làm nhiệm vụ tại khu vực đường Thanh Niên phát hiện Minh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, Minh đã cố tình tăng ga phóng xe bỏ chạy qua hai vị trí trong chốt, sau đó đâm vào một đồng chí trong tổ công tác, làm đồng chí này điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị gãy chân phải, vỡ xương bánh chè chân trái và bị thương vùng mặt. Hiện Minh đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết Minh đang là học sinh lớp 12 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Dương. Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way mà Minh điều khiển là mượn của bạn, loại xe có dung tích 110 phân khối. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Hải Dương đã kiểm tra xác định Minh chưa đủ tuổi để điều khiển loại xe này. Minh không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.